anh em, hôm nay mình đã quay trở lại anh em, mong anh em thông cảm vì dạo này mình không làm, mấy tháng nay mình không làm clip cho anh em. Mình đã quay trở lại đến anh em này. Hôm nay mình sẽ cầm một vị tướng. Đố các bạn đây là vị tướng gì? Vị tướng gì? Sao mình nói vị tướng gì mà người ta cũng biết vậy ta? Ôi, mình cần giải thích chụp đích nha anh em. Có vẻ đối đầu với hơi bị dâu à? Mà lốc à? Đón chết cụ vậy. Ôi. Thôi nó lên mà hai chết rồi. Bài. Thôi giọt. Thôi. Không nghịch nha. Không chơi. Chờ quá không chơi nha. Thôi. Em cũng ngố. Để tính sau. Để coi cái nó là chim không. Chim. Ôi. Xe qua hai thằng đàn ông, như hai thằng đàn ông rồi, thằng nào trước nè. Ôi cách chết rồi. Ơi cái của mình chim rồi. Tức kìa. Rồi biến về. Biến về cho lạc. Thôi suy nghĩ rồi. Tan hết đợt lính này đi. Rồi biến về. Ê Anh lốc châu dư bỏ. Ê trời, hết địch lính này, địch lính này lại nữa trời, cày cú. Anh xong địch lính này mình có biến về, mình chuẩn bị biến về nha anh em. Mình đấu với ma lốc trầu quá, để mình anh lính này biến về lên đồ cho nó có đồ lên anh em ơi. Nó trầu quá ai chơi nổi. Thôi biến về đúng không anh em, này đúng không, đúng cho một like nào. Chứ sao từ đây máu lên được lại rồi ha. Hoa lốc rồi. Ôi à, nhòm ngay tí à. Nhòm ngay. Ôi à, đi cầm đầu luôn. Ôi, anh được không. Ôi ơi, tự nhiên cắm đầu vô tường mà đi này. Anh mà lốc hết máu rồi. Rồi giờ anh được không? Nhìn có gan được không? Thôi, không anh được. Nó biến nhẹ. Rồi anh nốt, anh được đính này coi. Có bắt con vàng mà lên đồ chứ. Trời ơi, mấy ông giao trăm sớm thế. Rồi lên level 4 này nè. Đồng thời thằng ma lốc lên level 4 luôn. Hai thằng khó đánh à. Mới gì vô nó không hai. Ông nội nó chết này. Phút thứ 2 mà cho anh được mạng nào. Cái ADA 000 chỉnh luôn. Mình ăn xong con dơ này rồi mình có cái hiệp ứng hồi máu nha anh em. Xếp rồi mình xuống kia mình dọn đường lên. Trời ơi, anh sáng đến tối chỉ hết con rồng. Đéo tí. Con rồng. Rồng trên kia rồi. Đây con dơi. Anh địch đến này. Coi cái solo được cái lốc này không. Cái gì cái máu nó thế nào này đó. Ôi, anh trâu quá không đánh được rồi. Bị anh cục máu rồi, hồi mana coi. Lên đồ. Mình lên cái xe. Đây là video nha anh em. Mình sẽ lên gì ta. Mình nói lên đồ mà mình nói lên cái gì ta. Mắt để nghe cung coi hết combo của anh lốc. Úi giời ơi, anh lốc không mất một chọt máu nào. Mình mất máu. Ôi, anh mất máu rồi. Rồi giọt. Vinh. Giọt. Rồi về anh em ơi. Nó trầu quá. Hôm nay mình sẽ lên cái giày kim cương trước nha anh em. Rồi sẽ mình lên thương xuyên phá rồi phúc hợp kiếm. Rồi anh em nào thích lên nanh thì lên nanh nha anh em. Còn mình thì lên găng tay phải nổ rồi lên giáp hộ mệnh. Đây với cái khiên thất truyền nha anh em. Cái khiên màu xanh á. Mình không nhớ tên. Anh em nào nhớ tên thì cứ lên theo nha anh em. Hôm nay mình lên cái phù hiệu mà mình quên chỉnh cái gì ta, quên bà đó rồi. Ok em đi sau nha anh em. Coi hàng lốc này nó thoát đường nào. Ngon thoát đi.
Ôi, thoát được rồi kìa. Mày thoát được. Mày thoát đi đâu con dài. Thôi dẹp đi. Lúc rồi nó có. Nó có cái gì không? Nó nhìn ham, ham vô được. Cây cú. Để mình ăn cái đợt lính này kìa. Đợt lính gần nó có dám ra. Mày ra đi. Ôi, ngon. Mày bơm đầu mà tôi chết. Hợp lý. Rồi mình giết được một lốc rồi. Rồi, rồi, rồi. Có cái chỗ đường. Tôi nhấp cho mày trước nè. Úi giời. Này không có được rồi. Mày cười hả? Cười đi. Sao mày giết rồi sao? Anh đợt quái này coi cho mình đẩy cái chỗ nào quá. Anh em. Rồi được xin xin phá rồi. Đó là cái chỗ coi. Đẩy được anh. Đẩy được chỗ anh em ơi. Rồi mình đi được khác. Mình lăn lên em. Rồi đợi xíu mới đây. Từ rồi. Nó giọt không. Rồi mình xuống coi. Đẩy cái chỗ coi. Không có ai bướng cái trụ này nha. Không có ai bướng cái trụ này nha. Không ai thấy tôi, không ai thấy tôi. Rồi, bướng được cái trụ rồi. Anh ngột khí. Anh ngột khí. Búp. Thế là một. Pha combo mù mắt đến từ vị trí của dây đít chọc phít. Ý lộn, dây phít chọc đít. Mày mà hot cái chạy. Còn thoát đầu dài to be continued. Nay thì Windu còn ông lết lốc mày thoát được đâu một bác ăn được ăn ngon nặng và biết coi có gì thơm không. Ôi à, Slim mày chẳng bắt nạt lâu chị lâu đi é rồi người ta thật é. Ôi nó chạy được rồi kìa. Ừ, nó chạy được rồi. Tha cho mày đó, ông ấy nhè đây. Đang giữa anh lính kìa. Đàn đó. Ê, nhắn nhỉ. Đi lên mà đánh. Ôi, mấy anh vào chân. Con ngộ khí chạy được không? Ngộ khí chạy được không? Chạy được bằng giờ. Anh nào nữa. Được. Pha anh ngộ khí thông đích thật khí. Thôi đi xuống chết cái quần còng xanh rồi. Chắc không còn anh ra dắt quýt có bầu trong lùm kìa. Anh thoát được đâu. Ôi anh thoát được rồi kìa. Đi đi rồi lên đi con phan vác cho chanh anh em tập hợp hấp diêm được nó có long thần trưởng pop ba thành viên trong bạn đã lên bảng điểm số pop. Ê từ mở ra phao giao chanh này không ăn được mặt nào. Ôi ăn được một mạng ghê à. Ăn mà lộc. Thế là một pha đít bù kêu cho chị lâu vé é. Có phải ta quên 8 phút đồng hồ và chưa nói phù hiệu cho anh em. Hôm nay mình cầm phù hiệu thánh. Cầm phù hiệu ma tính nha anh em. Nhánh phụ là cái cục vàng, cái cục xanh xanh tròn tròn người ta gọi là bờ lú cụt. Thêm một nhánh đó là anh dẫn đến nha anh em. Ôi chị cà phê ly và chị lau rỉ é đè ra hấp diêm cũng không ối lắc kìa. Thế là một pha ngộ khỉ bị xe học é tắt vô lề. Pha combo mùng mắt có ra được hay không. Ôi ra được rồi. Ném quẹo tỏi. Ôi biết về cho chắc. Ôi biết về cho chắc. Pha cho chân nhảy ra anh khỏe. Ôi để máu rồi đi lên thôi. Rồi còn có pha cho chân ngon kiếm chắc được không. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhường cho mình cái màu xanh. Con chim này quá có màu xanh. Coi coi anh có thể thoát được đường nào. Thế là chị Kaseli và anh Wu em rap đang đến khi rồi bằng khi tất sẽ để dưới phần mô tả nha anh em. Chói nào xuống vào anh mà lốc này. Ôi anh ta thế là ta ít bồ đi thôi đập đính này cơ. Anh được cái giữa không không rồi. Ôi ra rất tiếc rồi. Ít xò này là giá thích là vợ tắt cái bột lớp này. Ok ôi thật thầu quá vô cùng. Ôi hà cái pha nó chết nhục quá. Để đi lại thôi lên suy nghĩ ra lên cái món đồ gì mình nói rồi mà ta phim thích truyền à phim thích truyền khi xanh xanh phim thích truyền cứ khi điện thoại bên quên xuống rồi có được một pha đít kêu được không. Thế là anh một khi lên bàn một số rồi lại là một pha đít bồ kêu. Pha này mình hơi đang học mong anh em không cảm ơn. Mong anh em nghe nhạc nha anh em. Mong anh em thông cảm. Anh luôn luôn on face để biết hết chuyện trên đời. Đang cái tới bình thường cũng phải gần nghìn like. Anh thanh niên năm nay vẫn chẳng thấy vợ con gì. Anh nói mấy cô yêu nhưng anh không cần người yêu. Ba má anh sang ra vẫn vội vã chạy đi làm. Anh nói anh còn nhỏ nên đã biết làm gì đâu. Rồi một hôm anh gặp cô gái và cứ thế lòng thận thơ đêm ngày ôm nhớ mong. Để rồi chợt nhận ra anh bỏ quên quá nhiều. Nghĩ đến ba mà anh lại thấy thật buồn. Là do em đơn ca, chính em đã khiến chàng trai đổi thay và không còn như trước kia. Tình yêu đã dần đổi anh. Xưa lúc anh còn chạy con phim trên đường sửa soạn sáng đến tận trưa tóc tai vuốt ngược bảnh như đan trường. Nhưng mà anh có tính hay ngại tụi con gái cứ lại làm quen. Chẳng qua là anh không thích chứ một khi nhích thiếu gì vài em. Chuyện ngày xưa ghê thế nhỏ, sao mấy năm vẫn như thế này. Chuyện thật hay anh nói đùa, cứ nói đi rồi lòng làm chi. Anh thanh niên hôm nay thức dậy sớm từ 6 giờ, dũng ma đi chợ sáng mua rau thịt về nấu. Anh lên online fake đăng tất tiên tìm công việc. Anh biết mình đã lớn nên phải trưởng thành hơn. Anh thanh niên hôm nay đã nghĩ đến chuyện gia đình. Nhưng chưa có ai yêu anh biết lấy vợ làm sao. Mấy cô gái anh khoe hóa ra cũng chỉ nói sao. Chẳng có chi là thật anh cứ mơ mộng vậy thôi. Kể từ khi anh gặp cô gái rồi, cứ thế lòng thận thơ đêm ngày ôm nhớ mong. Và tôi chợt nhận ra anh đã yêu mất rồi. Chẳng giống như lúc xưa giờ anh đã khác. Là do em tân ca, chính em đã khiến chàng trai đổi thay và không còn như trước. Thay bản thân mỗi ngày. Dù em tân ca,
trái vì anh em chờ mấy khi gặp lại. Nơi nơi nó xoay xoay thế gian nó xoay vòng. Anh đang ở đây đâu biết anh có thay lòng. Đừng nói chi mà mình ngốc đi. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 1. Hình như anh nói anh say rồi. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 1. Hình như anh nói anh yêu em rồi. Đi, để chuyện buồn được cuốn đi. Cuồng chi thời điểm này có mấy khi em hãy cứ vui như lần này. Yeah. Ánh mắt chạm anh vẫn còn đầy. Yeah. Thưởng thức men rượu trong tầm tay vì con đường trong gai đã làm cho ta hợp một cây. Yeah. Hạ ly cạn ở trên tay. Yeah. Mà không hay mình thêm say ưu phiền ngày hôm nay tất cả đều quên ngay. Để tâm tư bay lên mây. Yeah. Ngồi đầu yên vòng tay anh mặc cho lòng say nhanh kệ trang mọc trên cây. Giữ kỷ niệm và ký ức làm cho ta vô tư không còn thấy bí bức. Thả lòng cả trong ý thức đôi tay ôm dùng sức còn hơn cả lý đức. Khi cặp mắt nhắm, cảm nhận vị xuân còn gắt đắng. Chút khờ dại này thêm quen khi em nói rằng anh hãy ở lại bên em.